thì bắt đầu anh chị sử dụng cái công cụ này cực kỳ hiệu quả. Tại vì nếu anh chị nhìn thấy những cái kênh giống như báo Buôn Bán hay báo Tuổi Trẻ hay báo Thanh Niên hay là website, nó đều phân cái bất động sản của chúng ta theo cái gì? Theo khu vực và mức giá. Anh chị có thấy không? Khi mà xác định được khu vực chúng ta sẽ thấy rồi mình bắt đầu mới dở cái tài báo này nè, được chưa? Chứ anh chị đừng có làm ngược, nó bị sai, anh chị hiểu không?